Vâng, âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Rất vui mừng cửa hàng âm thanh Lê Hạnh lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip của buổi chiều ngày hôm nay. Ngày 1 tháng 11 năm 2020, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh xin test hai sản phẩm để gửi cho hai vị khách hàng có hai địa chỉ khác nhau. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc đài Nationa A2. Cửa hàng cũng đã thông báo hàng về trên kênh và cũng có bài phối ghép trên kênh rồi. Và sản phẩm thứ hai là một chiếc đài Lationa có mã số là 585. Chiếc đài thì còn rất mới, rất đẹp, được hai vị khách hàng có hai địa chỉ khác nhau chốt đơn. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc đài Lationa, cửa hàng xin gửi cho vị khách hàng ở rất xa. Anh có địa chỉ tại Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Sản phẩm tiếp theo là một vị khách hàng đến từ Hà Nội chốt đơn là một chiếc đài có mã số là 585. Sau đây cửa hàng sẽ test lại một lần cuối cùng trước khi đóng gói vận chuyển hàng gửi cho khách hàng ở xa. Bởi vì trong ngày hôm qua và ngày hôm nay cửa hàng cũng có nghỉ để có một chút công việc của gia đình. Thì tại thời điểm này cũng là buổi chiều của ngày Chủ nhật, cửa hàng cũng tranh thủ test hàng. Và sáng ngày mai sẽ vận chuyển và chuyển phát nhanh một chiếc đài Lationa A2 cho khách hàng có địa chỉ tại Phú Yên. Và vị khách hàng đến từ Hà Nội thì trong ngày mai cửa hàng cũng sẽ gửi hàng cho anh nhé. Sau đây quý vị và các bạn có thể lắng nghe một lần nữa chiếc đài Lationa A2 thể hiện trên bài test của ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị, Tuyết Nhung xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn chương trình Đại hội New Way kỳ 2. Các sản phẩm chiếc đài Lationa A2 cửa hàng xin gửi cho vị khách hàng có tên và địa chỉ như sau. Xin gửi cho công ty Trang Thủy, địa chỉ khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Khách hàng tiếp theo cửa hàng xin gửi cho anh Đặng Xuân Cường, anh có địa chỉ tại Trại Mới, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội, một chiếc đài Lationa 585. Chiếc đài Lationa 585 thì nói về vẻ đẹp của sản phẩm quá là mới. We'll be right back.
Vâng, và vị khách hàng có lựa chọn thêm là 4 cuốn băng giá 250.000 cho chiếc đài Latina A2. Vậy cửa hàng cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Trang Thủy. Anh có địa chỉ thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Anh cũng đã liên hệ với cửa hàng và theo dõi kênh rất nhiều. Ngày hôm nay thì sản phẩm đầu tiên anh lựa chọn bên cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh là một chiếc đài Latina A2. Vậy cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng trên 63 tỉnh thành đang đồng hành với cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh trong suốt chặng đường audio của mình. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.